Thưa các bác là vừa mới chặt chiều 28 Tết, bây giờ là 3 rưỡi chiều các bác nhé. Chiều 28, 29 Tết các bác, nhầm là 28. Đấy. Thì hôm nay mới chính thức được nghỉ. Vừa mới tất nhiên cơm xong, rượu chè say sưa rồi. Chặt cành đào đây để thắp mâm ngũ quả Tết vào cái cành đào ấy, dù hoa ít hay nhiều nhưng mà cái quan trọng là cái gỗ đào thôi. Thế còn mà để nói là đẹp thì mỗi đào mỗi năm một đẹp một khác nhau. Tiêu chí là cành già, răm đẹp, nụ dày và có lộc, có hoa có lộc đấy. Thì đây là của nhà các bác, nhà em vứt rất nhiều, tí nữa sẽ quay một cái video mà những cây đào của nhà em vừa cho một số nhà rất nhiều những cành mà của tay ấy. Đấy, là khoai 5 cánh nhé. Thế còn quay lại cái chuyện mà cái mấy cái cây cho chiết chậu này, đào này, đào anh em chơi gì ở ngoài sân ấy, chơi cái này thôi, chiết chậu này thôi. Đấy, cây này thì chỉ chơi gốc được các bác, chứ gốc với lá chứ rằm không có gì để em không 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 chăm được. Còn bây giờ Tết của mình chả nhẽ mình chơi cây mình đi mua thì nó cũng nhiều không hay. Đấy, mà nhà này có sẵn nhiều thì chỉ mua cái chậu thôi, mua cái chậu thì mình không làm ra được, mình mua cái chậu. Đó. Đó. Cái bông này nhá, cái bông này lúc sáng này đây, còn nụ như này, bây giờ như này, rất nhanh, rất nắng ấm, ngoài nắng ấm, không biết mấy hôm nữa thì sao mà mình nắng rất ấm, như mùa hè rất là nóng. Đây, rồi đắp ít cái cỏ kim này. Nên là cây đào để chơi sân. Còn cái cây kia thì không nói, cái kia là ngoài vườn, cây vẫn là nở đây. Đấy. Cái chậu này nhá. Đấy. 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 Đây. Chậu này nha. Nha. Đi chơi nha. Đấy. Là như thế. Đấy là về cái đào. Thì trước các bà các bác là có quay là nó ở cái chậu cũ, nhưng mà mọi cái ý tưởng lên thì phải dập bỏ đi, rồi là chuẩn bị một cái chậu mới luôn, rồi đắp cỏ. Chứ không thì cái đào này nó buồn cười lắm, vì nó không có hoa mấy, không phải nó không có hoa mấy mà ít răm thì chơi gốc, thì chơi tổng thể chậu và cây thì nó hài hòa thì nó đỡ. Đấy, thì mình không mua sắm gì, thì trong nhà thì có cành đào rồi, mấy cảnh muốn có cũng được, vì ngoài vườn có một vườn đào mà. Đấy, chậu ok nhá. Còn cái quất. Quất các bạn ạ. Đấy. Quất. Quất này. Đấy. Nắng quá hơi rũ. Quất thì quất nguyên cả chậu và cây sẵn rồi. Giờ là có cái điều cái chậu này nó hơi chưa được sơn xịt gì thì muốn xịt cho nó xứng với cái chậu đào kia, thì trong nhà đã sẵn hai cái lọ sơn, một lọ xịt, một lọ quét, một lọ sơn đỏ và một lọ sơn đen. Đấy là mình sẵn nhà có chứ không mua cái gì hay cái gì à. Thì là tính là màu đỏ sẽ quét quét như hoa này, màu đen làm nền, màu đen làm nền, màu đỏ lại là khung kia tiếp. Đấy, mình có hai màu thôi chứ không mua thêm cái gì cả, không có ý định, cứ ý tưởng là tự nó sinh ra rồi làm các bạn. Đấy, thì bây giờ đi qua một đợt cây này xong mình làm. Nhiều khi Tết nhất vui nhất là cái chỗ mình tự tay sắm sửa rồi mình làm các thứ, nó bận rộn nhưng mà nó vui lắm. Đấy là tên đặc trưng dù mệt nhỉ, cái cháu nó cấu cho ra đây rồi. Thế thì tưởng là thế, bây giờ làm các bác nhé. Tết có gì dùng đấy các bạn. Tết có gì và có gì dùng đấy. Quan điểm là có cành đào, có cành quất, có cây quất là có xuân về là có Tết. Chứ đẹp hay xấu thì ở mỗi người các bạn nhé. Ta không nên chê ai đẹp xấu ở cái chuyện văn hóa Tết này cả, vì là mỗi người một hoàn cảnh và một cái mắt nhìn, một cái điều kiện kinh tế khác nhau. Rồi bây giờ
Mình em xuyên cái chậu này các bác nhé. Hương tay không các bác, không cảm nhé. Thở còn đang mùi hồng xiêm này. Rồi. Giờ kiếm một cái chổi cắt sơn rồi. Cái xịt kia nên. Cái xịt sơn đen là nền của cái khung sơn đen ở đây. Đấy, đỏ đây, đỏ, đỏ hoa. Bây giờ xịt đây. Nên xịt cái nền trước. Không đủ tính tiết. Sao tóc thế? Lắp cái dưới của nó bánh xanh. Lắp cái mảnh đi ra dưới. Bánh xanh như khuy. Đóng cửa này bố ơi. Đấy, mùi quá. Bão là vừa mạnh tay có xịt vào cái quả. Nè mất cái quả. Đấy. Đây, sữa đỏ này. Mùi quá. Quét thì nó không được mịn nhưng là
Tắm thể, mai 30. Tầm cốt chơi mấy ngày Tết thôi. Phải nào để đi đèo rừng đấy. Nó đứng đứng sơn sơn nó đã lâu rồi. Cho ngay cho mày giới với.
bọn tôi à? Tác phẩm Kiếp Đỏ Đen các bác. Nhìn ra gì em chưa nhìn đâu. Nhìn tổng thể đâu. Đấy. Ra gì không bác? Được phết nhỉ. Đấy, nhiều khi có ý tưởng cứ làm luôn, làm cốc rượu làm luôn, không phải nghĩ. Xấu đẹp thì sao? Thank you.
đặc quá, xăng lên đây, nó có chân cước ống rồi. Trắng không trắng. Cái này quá đạt được một gói thì phải được rồi. Nếu không mấy rồi thì mình sẽ xuống cái khoanh ống rồi. Tỏ hoàng. Lên đây, lên đây. Sườn sắt. Nó khơi giống chỗ này. Nó phải cho nó khô. Nó phải hai là nước phải không? Mất nhiều để kiểu đây. Ba anh lấy lửa đâu? Ê ê mà vàng hụt vô ê ê. Đây. Kiếm mãi không được cái chổi lông nào thì dùng cái tạng bàn chải xem có ok không ấy. Tô cái hoa màu đỏ. Vừa mới tô màu đỏ xong nó tê tét còn cái chổi to kia. Bây giờ xịt lại màu đen lại tô lại màu đỏ các bạn.
Đấy, vâng. Làm tạm nhỉ, nhiều khi chơi nghiệp dư này buồn cười đúng không? Nhưng có cái cũng hay. Có gì mình thấy. Nhạt dần, cái chỗ này cho nhạt dần. Tìm nha. Mùi sơn tránh hết mùi sơn. Đúng quá. Ôi chứ, cứ phải cái đồ sơn này của nó. Sơn sơn sắt, sơn chứng chỉ. Cái gì sơn là mình buồn lọc. Bây giờ mình cũng không có chổi nữa. Sẵn gì rồi đấy. Cái kia người ta mất nghề chuyên gia cây cối chuyên chậu thì nhất mất nghề. Nó số cả chậu đi nè. Nó số cả chậu. Mua ở đóng bao nhiêu? Không phải, mình không có đồ, hiểu không? Chổi nhỏ nhỏ ấy. Quét được những cái hoa này. Sơn. Sơn thì chỉ là màu thôi.
Ai bảo không ăn? Ai bảo không được miếng nào? Tớ có nhìn thấy được ăn, thằng ấy ăn một miếng. Còn nhiều hơn không, không biết. Thế mà không một miếng nào? À kìa. Nó còn là chụp xi măng mà. Đây các bác, nhìn nó hơi lem nhem các bác, tí nữa quyết lại một nước nữa rồi, nhưng mà dù sao nó cũng xứng với cái cây đào này bác nhỉ. Đó. Đó. Thế thì tí nữa sẽ tỉ mỉ hơn quyết lại một cái nước nữa, vì cơ bản là chỉ đơn giản thế này thôi. Còn các bác đừng làm theo em nhé, nhiều khi nó
thành dở hơi, vợ em bảo là xấu hơn là cái xi măng ấy. Nói chung là cũng là một cái vui vui, cái việc vui vui rảnh rỗi chiều cuối năm các bác nhé. Rồi có tí màu đỏ đỏ đấy, cái màu đỏ cũng là để chúc mừng các bác một năm mới sức khỏe may mắn, tràn ngập nhiều thương luôn nhé. Yeah. Chúc bác sang năm có thật nhiều điều mới và vạn sự tốt lành. Cảm ơn các bác. Thì nếu em quay đi chật nào để cắm ban thờ các bác nhé.